cây bơ khi ra trong giai đoạn ra hoa gặp thời tiết mưa sẽ làm cây đậu trái ít, coi như không đậu, đậu rất ít. Hết rồi. Cây bơ ra hoa trong giai đoạn gặp mưa liệu có đậu trái? Không có đậu trái. Sổ về tấn công đấy. Thôi hết, không có đậu. Đậu được trái nhỏ, tỷ lệ đậu trái rất ít. Rụng bông hết. Rộng hết, đậu trái rất ít.
thì nhiều, không có đậm, thổi bông. Trái rất ít, gặp mưa rụng hết bông.